chào quý các bạn, trở lại với Quang Trung các bạn. Cũng Happy Valentine Day. Hôm nay là ở bên phương Tây này là ngày Valentine Day, ngày lễ tình nhân. Chúc các đôi tình nhân được hạnh phúc, và những người mà chưa có tình yêu thì gặp được người yêu. Quý các bạn thì sáng nay thì lên cái video này thì các bạn là mình sẽ tiếp nối cái video ngày hôm qua. Từ ngày hôm qua mình nói nó hơi dài thì mình cũng cắt khúc ra cho quý các bạn, cho quý bạn khỏi có chán. Các bạn thì sáng nay mình lên cái video, mình thấy Phan Phong có nhảy lên một cái video. Cái video này có cái tựa đề là Biển Căng Phút 89 Bí Mật Showbiz Là Đây Sao. Thì mình tưởng đâu là có cái chuyện gì mới, 49 ngày vân vân. Thì mình vô mình coi thì thấy anh này xuyên tạc với các bạn. Anh này mình thấy được bây giờ anh này là một người đàn ông, cũng không phải là một đứng nam như gì. Anh này rất là hàn, anh này chuyên, anh này với là cái kênh người bán rau đó, chuyên đi soi bói chuyện của đàn bà mà chuyện không đúng, mà soi bói thì dẫn chuyện mà dẫn chuyện không đúng nữa, cắt xén xuyên tạc. Cái bài viết này anh này đưa lên cái video thì chỉ có 48 giây thôi. Cái bài viết này đưa lên là ở một cái trang Facebook page, nó gọi là Bí Mật Showbiz, BMSB gì đó. Thì trong cái bài viết nội dung thì các bạn là họ bóc phốt cái người này tên Phạm Hồng Phúc, bóc phốt một cái phòng gym tên là Phạm Văn Mách, của cái anh Mách gì đó. Thì trong cái bài viết cái hoàn toàn là không có nói gì về Linh Lan, cũng không có cái video gì của Linh Lan. Nhưng mà anh Phan Phong này, anh không biết anh lượm đâu cái video nào đó, mà trong cái thời gian mà các bạn là Phạm Văn Mách này với Linh Lan không biết nói chuyện gì, giận dỗi hay là cái gì đó, mình không biết. Nhưng mà mình cũng đã biết, mình thấy cái video này cũng đã cũ rồi chứ không phải là mới. Thì anh này mới ghép vô cái vấn đề như vậy. Trong cái video này anh này không có nói gì chi tiết, nhưng mà cái ý nghĩa của anh này nói là Linh Lan đang làm bậy, Linh Lan đang làm sai, Linh Lan đang cặp với cái người mà đi lường gạt đại khái vậy đó. Thì bây giờ cái phòng chim của anh luật sĩ Phạm Văn Mách có lường gạt không, cái đó mình không cần biết, bởi vì cái đó không phải là chuyện của mình và cũng không phải trong cái đề tài, và trong không phải là những người trong cuộc. Người trong cuộc ở đây là ai? Là Linh Lan. Thì mình sẽ nói về Linh Lan và Vân Quang Long vân vân đó. Thì ở đây cho thấy các bạn là những cái video vừa rồi, tức là cái video ngày hôm qua, anh ta nói về đạo đức danh dự, quý các bạn, xuyên tạc, soi bói chuyện của đàn bà, hiếp đáp người đàn bà, tức là bắt nạt người đàn bà. Người bà đó là Linh Lan đó quý các bạn. Thì làm như vậy á mà đi nói chuyện đạo đức. Bây giờ các bạn thấy đi, các bạn nhìn thấy cái anh này, thì các bạn những cái lời nói của cái anh này á là dẫn dắt dư luận sai để bắt nạt một người phụ nữ single mom đó quý các bạn, mẹ một con đó, rất là tội nghiệp. Làm như vậy chẳng những hại người hại đời, mà dẫn dắt những cái người mà khán giả nghe đó họ cũng hiểu nhầm nữa. Làm vậy đó các bạn, rất là ác độc. Bây giờ mình mới thấy được cái anh này, người đàn ông hèn dễ sợ, ăn rồi đi đội quần đàn bà. Bây giờ Linh Lan có như thế nào chăng nữa, mình hãy chú tâm vào cái đề tài chính, cái vấn đề chính. Vấn đề chính là vấn đề như thế nào? Bà nhà giáo, phe tà giáo Linh Lan, Vân Quang Long tự nhiên bây giờ đi lấy một cái bài viết nào đó ở showbiz của lực sĩ Phạm Văn Mách lường gạt hay cái gì đó mình không cần nói tới, rồi ghép cái video của Linh Lan vô. Tức là trong cái video này các bạn là Linh Lan và Phạm Văn Mách không biết nói chuyện gì, giận dỗi gì đó, đó mình cũng không cần biết, bây giờ nó không phải chuyện của mình mà cũng phải trong đề tài. Anh này ghép vô như vậy là xuyên tạc. Như cái video ngày hôm qua, lát nữa mình sẽ trở lại cái video đó, mình sẽ tiếp nối cái chương trình video ngày hôm qua, là cái vấn đề là các bạn là trong cái video mà đã nói là đạo đức với là danh dự đằng kia đó. Nếu mà anh ta xuyên tạc, tức là cái này nó giống như là vu khống và ngậm máu phun người, làm cái việc này mà đi nói chuyện danh dự và đạo đức, danh dự ở đâu? Thì như hôm qua mình nói danh dự, làm như vậy là xuyên tạc, hại người, làm cho khán giả, những cái người khán giả, các bạn trong và ngoài nước, họ hiểu lầm Linh Lan và họ nghĩ sai Linh Lan. Làm như vậy nó cũng là cái tội nữa các bạn. Tự nhiên cái này là ngậm máu phun người mà, đó là một cái tội. Và chiếu theo cái luật đạo đức và nói theo cái đạo lý thì nó trái hoàn toàn. Bởi vậy mới gọi là phe tà giáo. Gọi phe tà giáo cũng không chịu nữa. Mình gọi là đúng. Khi mình mà đặt cái tên của một người nào đó hay gì đó là người đó là như vậy. Thì ở đây các bạn nè, mình sẽ cho các bạn coi cái mình sẽ đưa cho các bạn chụp hình cái bài viết này
và đồng thời mình sẽ để cái link của bài viết này luôn. Cái trang Facebook page này cũng rất là đông người và cũng rất là nổi tiếng. Thì ở trong đó hoàn toàn là không có dính dáng cái Linh Lan. Anh này ảnh chỉ gọi là xuyên tạc thôi. Cái video ngày hôm qua, cái khúc sau đó, các bạn nói về danh dự đạo đức đó, thì ảnh nói về cái xíu về cái vấn đề mà pháp lý về xuyên tạc. Nhà nước Việt Nam đưa ra những cái bộ luật để xóa đi những cái video nhảm, những cái video tức là ảnh nói là cái video ảnh đó là ngon, video ảnh đó là quang minh chính đại, video ảnh đó là trí thức, thì nhà nước Việt Nam sẽ giữ cái video đó. Video của Phan Đình Lan là video nhảm nhí, video vô ý thức, vô học thức, kém trí thức, cho nên đó là nhà nước Việt Nam sẽ xóa những cái video đó. Vì là nó phạm với cái luật của bên Trung ương các bạn. Là năm ngoái thì Trung ương có ra một cái bộ đạo luật về truyền thông đó, là xóa những cái video nhảm nhí vân vân. Thì lát nữa mình sẽ trở lại đó, mình giải thích cho các bạn. Thì đó với các bạn, thì ở đây là mình vô mình đọc cái comment của bên cái kênh người dẫn chuyện trong cái video này. Thì các bạn là cũng có nhiều người họ phản biện lại, và họ đồng thời họ chửi luôn nữa. Những cái người trung lập, các bạn biết cái người trung lập họ không có theo phe ai, họ đứng ở giữa. Thì họ cho rằng có người này tên Lô Nà Trần, họ cho rằng cái chị này chỉ cho rằng là Phan Phong là một người đàn ông rất kỳ cục, đi soi mói cái chuyện đàn bà, đi đội quần đàn bà. Cái chuyện mà quang minh chính đại, cái chuyện mà có qua quốc gia đại sự không làm mà đi làm những cái chuyện như này. Các bạn thấy, các bạn cái suy ngẫm đi. Đàn ông mà, các bạn thấy, đàn ông mà làm những cái chuyện mà đi lôi từng ly từng tí, mà lôi những cái chuyện mà dẫn dắt dư luận đúng không nói. Ở đây còn cắt xén cái bài viết này rồi lấy cái video của bài viết khác đưa vô không nói gì, nhưng mà ở đây là cho thấy là anh muốn cộng đồng mạng thấy là cái xấu của Linh Lan. Đại khái là bây giờ Linh Lan mèo mỡ, Linh Lan này, Linh Lan nọ, tức là những cái người này họ bắt nạt một người phụ nữ, đàn ông mà bắt nạt một người phụ nữ là sai rồi, húng hồ chi bây giờ lôi những cái chuyện mà không có xuyên tạc để hãm hại một người phụ nữ nữa, thì có ra là đàn ông không? Trong khi là các kênh, các cái YouTube video của ảnh là nói chuyện đạo đức, nói chính nghĩa, nói về đạo lý này kia, rồi là danh dự gì bà nhà giáo gì đó. Thì cái video này các bạn thấy được là cái bản chất thực sự của cái anh này nó hèn và nó tồi như thế nào. Ở đây mình không muốn nói thẳng, nhưng mà qua cái video này hôm qua, như là mấy tiếng hồi trước anh đưa lên thì mình thấy là công nhận mình lạy luôn, quá ư là ích kỷ nhỏ mọn, quá ư là hèn. Bắt nạt một người phụ nữ, bị cái thằng rau cải gì đó mình không muốn nói rồi, bị cái thằng thất học, cái thằng vô học, nó không có đủ cái tầm cỡ để cho mình phân tích. Nhưng mà cái thằng bây giờ, cái thằng Phan Phong này nó lên video này nữa. Lúc đầu mình cũng nghĩ là ồ, anh Phan Phong này ảnh cũng ok, cũng có một tí xíu trí thức, một cái xíu về nói chuyện cũng đạo lý, thì mình cũng có thể là ấy. Bây giờ các bạn ra cái video này mình thấy người này hèn và thấp hèn quá, nó nhục quá. Tự xưng ta đây là dân trí thức, ta đây là đảng phái đảng viên gì đó, anh không nói, nhưng mà những cái fan và những cái kênh YouTube mà lẻ lẻ đó, họ nói như vậy đó. Mình không biết có không đảng viên hay là quyền thế quyền chức, không biết có hay không, nhưng mà người ta nói như vậy đó. Rồi các bạn thấy là ở trong những cái comment, những cái bình luận là rất là nhiều người phản biện lại. Thì cũng như là mình nói cái cô Lô Nà Trần vậy đó, anh chửi chị này chỉ chửi một mạch luôn, mình cũng không muốn đọc ra cho các bạn. Rồi các bạn, mình trở về chút xíu 30 triệu và pháp lý của Phan Phong trong video. Thì các bạn thấy là anh cho là cái video này của vấn đề 30 triệu mà anh Lâm Miền Tây đó, anh đưa lên đó là không phải thật. Ở đây mình nói với các bạn nè, bây giờ thật hay không thật đó là bây giờ cái vật chứng nó chứng minh không được thì phải có nhân chứng. Nhân chứng là gì? Như mình đã nói á, muốn đưa cái người tên Thi đó ra, và cái nhóm mà ở trong cái công ty Thích Quan Thích Thu ở Biên Hòa Đồng Nai đó, đưa người đó lên nói thật, nói đàng hoàng. Chứ bây giờ không lẽ qua những cái tin nhắn, qua những cái tấm ảnh đó là anh Phan Phong, ảnh chắc chắn là Lâm Miền Tây có làm như vậy, có ém 30 triệu đó của mẹ con Linh Lan. Vì các bạn thấy ở đây là một cái đấu trường của trí tuệ, cái đấu trường của đấu tố, thật hay giả hay gì đó, thì nó cũng là một cái suy luận và lý lẽ trong cái sự đấu tố này.
Còn bây giờ mà các bạn thấy là ở trước móng ngựa thì nó lại khác với các bạn. Ở trước móng ngựa thì nó lại khác, tức là ở trước tòa án thì nó lại khác. Nó dẫn tới những cái chuyện mà nhiều bạn và thậm chí Phan Phong luôn cũng không ngờ. Mình không biết Phan Phong hay là bà nhà giáo đó ra tòa bao 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 nhiêu lần rồi, hoặc là hiểu gì về những cái về pháp lý này hay không. Chứ đừng có bao giờ mà cứ đem này đem kia việc hở cái là pháp lý. Bởi vì á là khi các bạn ra tòa, khi các bạn mà dẫn chứng hay là này kia đó, là nó có nhiều cái biến đổi lắm, mình không thể nào ngờ được. Từ phi cái luật sư giỏi, luật sư có bằng, luật sư mà nổi tiếng đó, họ đứng lên họ nói, nhưng mà luật sư họ đâu có sầm sàm như vậy. Luật sư nào họ cũng kiếm tiền hết đó, ai họ cũng kiếm tiền hết. Họ học cái bằng luật sư ra nó bao nó tốn kém bao nhiêu thì luật sư nào lên nói cũng phải có tiền hết đó. Không có luật sư nào mà cái gọi là các bạn thấy là hồi đó mình có nói cái vấn đề bà Hằng Hường đó, cái vấn đề bà Thu Sao đó. Bà Hằng Hường bà mướn cái anh luật sư đó, đó trả tiền đó. Không có luật sư nào rảnh đâu. Các bạn biết 1 giờ nói chuyện với luật sư bao nhiêu tiền không? Hoặc là những nhà tâm lý học cũng vậy đó, 1 giờ của họ là bao nhiêu tiền không? Không ai rảnh đâu. Chứ đừng ở đây là suy luận hết à, chứ đừng có nghĩ mình mình là như vậy, nghĩ mình là cao thượng, mình có thế lực, mình nhờ nhà giáo, mình muốn nói sao nói. Mỗi người hay mỗi cái lĩnh vực à, thằng kỹ sư, thằng luật sư, thằng kiến trúc sư, thằng bác sĩ, thằng chính trị gia, người đảng viên, người bộ chính trị, người mặt trận tổ quốc, người đảng ủy, rồi lung tung tá lả, rồi những người ở trung ương, rồi nhà cầm quyền, chủ tịch nước, thủ tướng, mỗi người mỗi việc à, không ai mà hay hết á, không ai mà hay hay hoàn toàn hết á, ai cũng có một cái hay của họ, một cái lĩnh vực của họ. Rồi anh có đặt vô một cái vấn đề các bạn là không có ai, tức là mọi người các kênh YouTuber không có dẫn chứng được cái vấn đề mà bà tà giáo mà trả tiền cho ảnh và những cái kênh YouTuber phe tà giáo. Thì ở đây các bạn thấy là người ta cũng ở đây kênh YouTuber là người ta cũng đấu lý. Bởi vì bên kia đó họ vu khống Linh Lan, họ nói xấu Linh Lan, họ không có Linh Lan. Thì bên đây đó, từ đó là cái lý mà, lý sự mà, bên đây họ mới đấu lý lại. Ok bây giờ là bên phe bên bên Linh Lan không có đưa ra cái chứng cớ là bà nhà giáo bà hối lộ. Nhưng mà bây giờ hỏi ngược lại bà nhà giáo và hỏi ngược lại là Phan Phong, là mấy anh có đem ra được, mấy anh có đưa cho thấy được cái chứng cớ đó là những cái lời bà nhà giáo và những cái lời công kích của bên phe tà giáo có thật hay không? Họ công kích này công kích kia có thật hay không? Những cái công kích đó mình đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nói mà chán luôn á, nói mà thuộc lòng luôn á. Thì đây là cái lý, cái đấu lý, cái đấu tố và cái lý luận. Còn nếu mà yếu lý, không có lý lẽ thì đừng có đem mà đừng có hù dọa luật pháp này kia vô. Tại vì ở trên đây á, là họ, quý khán giả họ theo để họ làm gì, họ coi coi bên nào có lý lẽ hay lý lẽ đúng, và họ sẽ suy ngẫm ra, họ cũng có một cái quan điểm riêng của họ nữa, chứ đâu phải là khán giả là không có quan điểm của họ đâu, hay là họ chỉ nghe thôi. Không, khán giả nghe và họ cũng suy luận được theo là thằng nào đúng, thằng nào sai, người nào đúng, người nào kia, người nào hay, người nào dở, chứ đâu phải là khán giả lên nghe là bị dạy xỏ mũi liền đâu, đâu có. Cộng đồng mạng á, có nhiều người ở trên đây, các bạn biết có nhiều người ở đây họ cũng học ra, họ cũng này kia chức vị và địa vị trong xã hội, chứ đâu phải là khán giả như vậy á, là như Phan Phong á, nó lên nó làm như vậy, ý nó nói gì chỉ có nó là phân minh, chỉ có nó là hiểu biết bậy. Cái đó là nó quá khinh thường và nó quá ích kỷ. Ở đây mình nói khinh thường là gì? Khinh thường là khinh thường Đinh Lan, mẹ con Đinh Lan, khinh thường các kênh YouTuber nhỏ nhỏ. Ích kỷ là ích kỷ cái gì? Ích kỷ là nó chỉ biết phe nó thôi, nó chỉ biết tội nghiệp với bên nó thôi, nó không có công bằng. Tại vì là các bạn thấy khi mà nói chuyện ra mà nói này nói kia, mà bên bên mình mà, bên phe mình mà đuối lý hay gì, bên phe mình mà không lên tiếng thì nó nghĩ nó là hay hoặc là gì đó. Còn khi mà bên kia người ta đọc lại thì nó đem pháp lý vô nó đòi thưa. Thì các bạn thấy đó, cái vấn đề mà Bát Cường với là Ai Vân đó, cái vấn đề đó là vấn đề người ta nói ra, người ta đưa ra là đúng mà. Hai người đó đi chơi với nhau này kia, họ tình tứ ân ái rồi, cái chuyện đó là chuyện chuyện có người ta mới nói.
Vậy nếu mà thật sự bên đó nếu mà không phải là như vậy thì tại sao phải xóa những cái tấm hình đó, và tại sao phải xóa đi những cái bằng chứng đó? Nếu mà làm như vậy chứng tỏ được là người đó là đang làm sai, người đó đang chạy tội, họ mới hủy đi cái bằng chứng, họ hủy đi cái bằng cớ. Và cái vấn đề Vân Quang Long ly hôn với bà Ái Vân đó là thật. Thì mình cũng đã kể là cái vấn đề là cái lúc mà 2015 2016 đó các bạn. Thì hai người đã ly hôn thì Vân Quang Long đi đến với Đinh Lan là hợp lệ mà, hợp tình, hợp lý, hợp lệ. Đâu có giật chồng ai đâu, đâu phải là con giáp hay con giết gì đâu. Đó là cái lý lẽ của cộng đồng mạng, của các bạn biết lý lẽ cộng đồng mạng là như vậy. Chứ họ không có nói là cái vấn đề bà Ái Vân bà đến với là bá Cường là nó như thế nào. Cái vấn đề là họ muốn dẫn chứng rằng là cái vấn đề là hai người kia là đã ly hôn thật sự, và bà Ái Vân bà cũng đã có người khác. Thì Linh Lan đến với Vân Quang Long, hoặc là Vân Quang Long tìm đến Linh Lan đó là nó hợp tình hợp lý, nó hợp pháp. Đó là cộng đồng mạng và mọi người họ muốn là dẫn chứng như vậy. Nhưng mà bên cái phe tà giáo đó, nó đổi lại cái câu chuyện, cái dư luận nó đổi lại, nó làm nó lật ngược, biết không, nó làm cho người ta hiểu nhầm là bên bên đây trách bên 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 Linh Lan, trách bên 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 Ái Vân là như vậy. Không phải. Còn những cái vấn đề mà này kia thì các bạn thấy đó là nó đều hợp tình hợp lý hết á, chứ không có trách gì cộng đồng mạng, không có trách gì bên phe Ái Vân. Còn vấn đề mà cá nhân của Ái Vân với Quang Long xào xáo trong gia đình hồi nãy mình cũng đã nói rồi, mình đã cũng đã nói là cái vấn đề bây giờ Long nó bất mãn một cái gì đó, mình sẽ không đi sâu vào. Thì đó là cái lý do tại sao đó là hai lần ra đời đến với Linh Lan, và hai lần ra đời vì do mình thôi à. Bây giờ mình phải nhìn lại mình á, là người một người vợ, mình nhìn tại sao mà cái người chồng họ làm như vậy. Mình hay nhìn mình, ô nếu không, nếu mà không không lôi ra và họ không có vấn đề gì với Linh Lan á, thì thà đừng có nói. Nói cho đã, chơi bày bày mưu lập kế cho đã, chiêu trò cho đã. Bây giờ là đổ thừa bên Linh Lan, ủa kỳ vậy, Linh Lan chưa từng lên tiếng, chưa từng nói một cái gì hết, từ đầu đến đuôi là phe bên đó. Các bạn cứ coi hết video từ đó nuôi fan đó. Cái vấn đề là các bạn là phủi tay đó, bả phủi tay bả này kia đó, là cái vấn đề mà hài cốt của Vân Quang Long đó. Cũng chính là cái kênh Phan Phong đưa ra để cho mình thấy đó, vạch mặt ra để cho mình thấy đó. Anh không ngờ là mình lấy cái khúc mà bỏ rơi Linh Lan với ánh nắng đó. Anh không ngờ là mình lấy khúc ra mình đập đập mà chấn động luôn. Mình vừa lên đó xong là các nhà báo chính thống họ lên họ viết luôn, họ cũng chụp y vậy như mình đó, mình đưa nguyên cái ấy luôn mà. Thì cũng chính bên họ vạch lưng ra mà. Ủa mình ê, cái đây là mình không có moi móc hay là mình không có giống như là dựng chuyện nha. Đây là bên đó nó đưa ra nha, và những cái lời nói ở bên đó nó ra nha, nó lên tiếng nha, rồi mình lấy cái đó mình lý luận lại nha, coi bên nào đúng bên nào sai, Linh Lan có thật sự là lương thiện hay không, có phải là người tốt hay không, và đáng tội nghiệp hay không. Đúng là người tốt, là lương thiện, là tội nghiệp. Bây giờ nó tức rồi. Cái vấn đề mà các bạn là trước khi kết thúc video mình nói cái vấn đề là pháp lý, cái vấn đề pháp lý này thì anh có lên anh nói là anh về, tức là sau 49 ngày, tức là có thể là khi mà anh vô vô Nam lại đó, thì anh sẽ đưa các kênh YouTuber và đặc biệt là anh Lâm miền Tây ra 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 pháp lý, ra vùng và vòng pháp luật. Thì mình nghĩ ở đây là thì cái chuyện bây giờ là luật pháp mà, là người nào có tiền, người nào muốn làm gì thì cái chuyện đó là tự do, ai muốn làm thì làm, ai muốn thưa thưa, nhưng mà thưa được cái không thì mình thấy là cái vấn đề các bạn là khi mình có tiền mình mà làm một cái gì đó thì mình thưa được, như mình cũng giải thích là những cái video khác mình thưa được hết, ở bên đây cũng vậy, bên xứ Mỹ cũng vậy. Nhưng cái vấn đề đó, luật sư đó có chấp nhận cái hồ sơ đó không, và thưa có thắng hay không, thì luật sư cũng phải nhìn lại nữa. Và ở đây quan điểm riêng riêng về của mình đó, thì mình nghĩ cái này không cần đâu anh Phong à. Bởi vì như mình đã nói lúc đầu, mình là người cao thượng, mình học hiểu, học cao hiểu rộng, thì mình đừng nên ích kỷ về cái này. Mình phải tự nên lấy cái bản lãnh chính của mình ra mình đối phó với những đứa này. Không lẽ bây giờ thằng Lâm miền Tây mà nó đáng giá tới mà phải đem ra luật sư, à phải tốn tiền luật sư, tốn tiền tiền thuế của dân à hả? Tại vì các bạn biết không, mình làm cái gì ở đây là cái chuyện, mà cái chuyện không phải là về về giờ bộ luật hình sự hay dân sự gì, cái đây là cái chuyện ở giữa, nó gọi là thị phi chính phủ các bạn á. Chính phủ họ
họ dành cái thời gian họ họ lo cái chuyện quốc gia đại sự, họ lo những cái chuyện mà các bạn là về đất nước, về an toàn của nhân dân, kinh tế, bình quân đầu người này kia đó, về chính trị đó đại khái. Chứ chính phủ, nhà nước họ không có lo những cái chuyện mà nó không thuộc về đảng, nó không thuộc về chính trị, nó không thuộc về cái kinh tế trong đất nước. Mình nghĩ đảng viên và các lãnh đạo họ không có xíu vô cái này đâu. Mình thấy là như vậy. Đảng và nhà nước họ lo cái chuyện về chính trị, chính sách, chống ôn dịch rồi này kia đó, cái an nguy và cái lâm nguy của nhân dân trong nước, và cái chính sách chính trị của một cái đảng về phía trung ương, về nhà nước, về nhà cầm quyền Hà Nội ở ngoài đó. Đảng viên nhà cầm quyền chính quyền rảnh mà đi lo cái chuyện thị phi, mà thị phi cái gì đâu á, tự mà dựng lên trong giờ mà đi thương người ta cái chuyện tào lao. Mình quang minh chính đại, mình là một quân tử mà không lẽ đi so đo với một cái người mà như Lâm miền Tây, một cái người mà không tên tuổi, một cái kênh cũng không có lớn nữa, có đáng hay không? Thì đó là cái lý do tại sao lúc ban đầu là mình nói là cái ông nội Phan Phong này ông có thù với thằng Lâm. Tại sao? Biền Lâm nó biết nhiều cái chuyện xấu của ông nội và Phan Phong này, cho nên là các video mình thấy nó đèn thằng Lâm nó đọc không à. Thôi nhóc nhỏ biết gì đâu, nhỏ ngồi nhỏ chửi 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 phản biện gì đó, nó đem dù 30 triệu vô nó đập thằng nhỏ mới quay lại, thằng nhỏ nó cắn. Bởi vì á là nó có cái câu á là hiếp người đừng có hiếp tới cùng, con chó mà dí vô đường cùng nó quay lại nó táp à. Mà khi nó táp á là nó táp rất là dữ, bởi vì á là đó là một cũng là các bạn biết là cái chí mạng, cái thời điểm mà nó nói về các bạn là cái mạng sống của người ta, cái cuộc sống của người ta, nó quay lại nó quất một phát là đi luôn. Ở đây mình muốn nhắc lên một cái vấn đề nữa là các bạn vừa qua ở bà nhà giáo bà làm cái từ thiện mà Tê Gia Lê Gia Chi Mộ đó, các bạn biết là nó có phạm luật không? Trong khi đất nước đang bùng phát cái ôn dịch mà bà ra bà tụ năm tụ bảy tụ trăm tụ năm ba chục trăm người đó, bà làm như vậy cái an nguy mà khi mà nó bị cái ôn dịch nó bị phát tán, bà làm như vậy chẳng những là bà hại dân mà bà còn hại luôn, và bà hại rất là nhiều người. Bởi vì tụ tập như vậy, đông người như vậy, mà trong khi là lúc đó là cái đó nó đang bùng phát, các bạn, nó đang bùng phát trở lại, làm như vậy nó nguy hiểm, nó nguy hiểm cho dân chứ không phải giúp dân đâu. Bà nên hiểu điều đó. Tại sao mình lôi này ra? Bởi vì họ trong cái video này mình thấy là mấy người này họ họ cho là họ quyền có quyền thế, quyền lực, đảng viên gì đó. Mình cũng coi một hai vài cái video nói anh Phan Phong này với bà này cũng chắc cũng trong đảng, trong hội gì đó, tức là người có thế lực đó, có quyền lực đó. Thì cũng như là này, bà nho giáo ưu tú gì đó thì họ cũng nằm, mà mình nghĩ chắc họ cũng trong đó ra thôi. Thì làm như vậy á là bây giờ các vị hiểu luật, các vị biết luật, và các vị là bây giờ quan chức nhà nước, hay là mình thí dụ thôi, quan chức nhà nước hay gì đi, hay là đảng viên đi, mà các vị còn vi phạm như vậy nữa thì hỏi dân nào, dân như thế nào? Thì đương nhiên là người ta lên người ta nói. Mình nói thật á, đừng có hù hả đảng viên hay gì, mình là chuyên môn lôi những cái lãnh đạo lãnh tụ ra mình nói nè. Ở bên bên xứ bên này cũng vậy, thủ tướng, tổng thống hay là chính quyền, chủ tịch tỉnh hay gì đó, mình hay lôi ra mình nói. Chứ đừng có nói gì mà lên là hù dọa là thằng Phong nó là đảng viên, thằng Phong nó là đảng ủy cái gì đó, hoặc là bà nhà giáo là đảng viên hay gì đó. Lầm rồi. Lầm rồi. Mình là chuyên trị về những cái nhân vật này, mình chuyên trị về, tức là mình chuyên lôi những cái lãnh đạo ra, lãnh đạo làm việc sai, làm việc không đúng, mình lôi ra mình nói. Đó là kênh Quang Trung Đời Sống TV. Chứ đừng có nói mà hù mà đảng viên hay là lãnh đạo. Thì các bạn thấy là qua những cái vấn đề mà pháp lý này kia đó, thì thì ông nội này thì ông cũng cũng biết đi về pháp lý, về cái vấn đề mà thưa kiện này kia đó, thì cũng cũng biết chứ không phải là không. Thì những cái bạn nào ở đây mình cũng khuyên là những cái bạn nào mà không có hiểu về pháp lý, không có hiểu về đảng và nhà nước đại khái vân vân, thì đừng có nên đấu với ông Phong này.
đó thì ở đây mình nhắc vậy thôi. Còn còn quan điểm đó là quan điểm mình nói như vậy, còn cái quyền đó thì các bạn muốn muốn đấu với ai các bạn đấu, các bạn muốn nói sao các bạn nói, nhưng mà cái nào nó cũng cũng tới cái đừng có đi qua cái lĩnh vực của mình, đừng có đi qua cái ranh giới của chính các bạn đó. Còn mình thì mấy cái này thì mình rất là quen thuộc, cho nên mình có thể mình phản biện lại không sao. Thì cuối cùng thì anh nói cái vấn đề mà nhà nhà nước Việt Nam ra một cái đạo luật mà gỡ đi những cái kênh YouTube và những cái video, trong đó thì các video giống như là cái vấn đề là các bạn là năm ngoái rồi, cái vấn đề này thì ai mà trong lĩnh vực chính trị, ai mà nói chính trị, ai mà theo dõi chính trị thì ai cũng biết là cái đạo luật này là nhà nước ra, đảng và nhà nước ra cái luật này là để nhằm ngăn chặn những cái video mà các bạn là những cái người mà trong nước họ chống cộng cực đoan, những cái người mà chống phá nhà nước, những cái người mà làm an ninh quốc gia nó nguy cơ đó, thì an ninh mạng AK47 thì họ họ ra cái đạo luật này, với tức là họ chính thức họ formal họ ra cái đạo luật này với nhà truyền thông Google để nhằm mục đích đó là chặn đi những cái tin mà xuyên tạc chống phá nhà nước vân vân, và những cái tin nhảm 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 nhí. Ở đây các bạn biết là những cái tin nhảm nhí này là không phải là những cái tin mà mình đang làm bây giờ, hoặc là những cái tin mà nói về đạo lý hay là pháp luật hay gì bây giờ, như như là những cái vấn đề xảy ra như là Vân Văn Long rồi có sự trí tài này kia, không phải. Bởi vì nhà nước ra cái luật này năm ngoái á, là các bạn là nhằm chặn những cái thằng mà chuyên môn mà lên xuyên tạc chống phá nhà nước đồ này kia đó, là cái mục đích của họ là như vậy, và ra những cái tin nhảm tin không có này kia, thì cái này là họ đã thực hành rồi chứ không phải là không. Ở đây á, là các bạn ở bên bên xứ Mỹ này á, làm những cái vấn đề đó đó là mình đã biết rất có rất rất nhiều kênh mà chống cộng phản động đồ này kia đó, họ họ bị chặn những cái video. Luật của YouTube thì họ không có quyền xóa video theo chiếu theo cái luật xứ Mỹ, luật Hoa Kỳ, luật quốc tế đó, thì họ không có quyền xóa đi các video vì tự do và tự do ngôn luận. Nhưng mà chiếu theo luật của nước Cộng hòa Xô những cái Việt Nam thì cái đó nó phạm luật quốc có pháp pháp gia qua gia quy, thì những cái video đó đã bị chặn ở Việt Nam, chứ không có dính dáng gì tới cái vấn đề mà những cái video mà nói đe dọa hay là danh dự đạo đức gì hết á, nó không phải vậy. Cho nên cái anh Phan Phong này anh nói như vậy là không đúng đó. Thì các bạn cứ thấy đi, video các bạn có bị gỡ, có bị chặn không? Không, không thì là đâu có sao. Ở đây mình nói thẳng, mình sẽ không nói nhiều. Ở đây từ video này mình không chính trị, nhưng mà ở đây mình giải đáp theo những cái luật thôi. Là nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam bên Trung ương họ ra cái luật này đó là nhằm mục đích đó, là nhằm ngăn chặn những cái người mà xuyên tạc chống phá nhà nước, những người mà chống cộng cực đoan đó, chứ không phải là những cái người mà làm kênh YouTube như mình đâu. Còn nếu mà nói về nhảm nhí á, thì mình nói thật với các bạn á, cái thằng YouTube nào nói chuyện cũng đưa lên cũng nhảm nhí đó. Ngoài ra những cái kênh mà kênh của chính phủ VTV, những cái kênh mà chính thống đồ này kia đó mình không nói. Còn làm YouTube á, ai cũng có cái nhảm, ai cũng có cái nhảm hết đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là mình nói thẳng luôn, đảng và nhà nước họ không có rảnh mà họ lên họ giống như là họ phán xét hay là họ ngăn chặn những cái video mà như là video video mình hay là video các bạn đó, hay là những cái video mà bình thường mà không có liên quan tới chính trị đó, họ không có rảnh đâu, họ và không không có làm như vậy. Họ chỉ chặn những cái video mà xuyên tạc chống cộng chống phá nhà nước, mấy thằng chống cộng cực đoan đó, ok, bị đảng và nhà nước không có rảnh mà lên mà xíu vô cái chuyện này kia. Bởi vì tại sao ở đây mình nói nè, ở đây mình gửi tới các đồng chí trong nước, những bạn và những cái người mà làm YouTube như vậy ở trong nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ta, là cái đó là cũng là bình quân thu nhập GDP và cái nền kinh tế cho Việt Nam nữa. Nếu mà các đồng chí mà lên mà chặn hết mấy cái video như vậy đó, thì đất nước Việt Nam mình á không có cái thu nhập. Bởi vì cái YouTube cũng là một cái phương pháp mà những cái người mà học hoặc là không có học, lớn hoặc nhỏ, đều được kiếm tiền. Thì kiếm tiền như vậy đó, đó là cũng là đem lại cái kinh tế cho đất nước Việt Nam ta. Nếu mà phần Phong á, mà nó hiểu về luật pháp chính trị xã hội kinh tế đó, thì nó phải hiểu điều đó. Chứ đừng có đem những cái mà sàm sàm ra mà hù người ta, không có, không có, không, nhà nước Việt Nam không có làm như vậy.
trung ương, họ không có làm trung ương, họ ra luật là chặn mấy cái thằng mà nó chống phá đất nước thôi, nói xấu Việt Nam thôi, nói chung là cho các bạn hiểu. Còn các kênh YouTuber ở trong nước, đặc biệt là trong nước, họ đang còn đem cái lợi nhuận, cái kinh tế, cái GDP, cái thu nhập, cái income đó cho đất nước. Cũng nhờ YouTube, mình cũng cảm ơn YouTube, Google đã đem tới cái cơ hội, cái opportunity cho những cái dân nghèo, dân học hoặc không học, kiếm thêm cái lợi nhuận và cái thu nhập để mà đất nước mình hiểu biết nhiều hơn, hiểu biết thông tin nước ngoài nhiều hơn, hiểu biết thế giới nhiều hơn, hiểu biết xứ Mỹ nhiều hơn, hiểu biết những cái người mà chống phá nhà nước nhiều hơn, hiểu biết mấy cái thằng mà chống cộng cực đoan nhiều hơn, để mà họ lấy cái kiến thức đó mà họ đối phó, họ đối diện. Vâng, thưa quý ông bà em, cho mình ngưng tại đây, nói hồi tiếng mấy đồng hồ rồi. Một lần nữa mình chúc Tết cùng quý vị, tất cả quý vị trong và ngoài nước, từ lãnh đạo cho tới người dân, được một năm mới an bình, an khang, thịnh vượng. Đặc biệt là dân tộc mình càng ngày thế giới càng biết đến nhiều hơn và phát triển mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi. Cuối tuần, chúc quý vị và các bạn có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.